Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá bí ẩn đập tràn lớn nhất thế giới, con đập Monticello. Khi bể chứa của đập đạt mực nước tới hạn vào mùa mưa, lượng nước dư thừa sẽ được xả qua lỗ tràn khổng lồ này. Với đường kính 22m, tốc độ xả nước đạt mức đáng kinh ngạc 1.370 m³ mỗi giây, tạo ra một vực thẳm tưởng chừng như không đáy. Nhìn xuống, người ta có thể cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, làm tăng thêm nỗi sợ hãi kỳ lạ mà nó mang lại. Khi mực nước dâng cao, người hoặc động vật gần đập có nguy cơ bị dòng nước mạnh cuốn xuống hố. Vào mùa khô, hố trở thành điểm nóng cho sự phấn khích. Những người đam mê mạo hiểm tham gia vào các chuyến đi bộ trên dây ở độ cao lớn, trong khi những người khác tò mò khám phá độ sâu của nó. Máy bay không người lái cho thấy một cấu trúc thu hẹp và hình vòm, dẫn đến một lối thoát đáng ngạc nhiên xả nước qua kênh hạ lưu. Bất chấp sự nguy hiểm của nó, khu vực này vẫn thu hút khách du lịch không hề hay biết, một số thậm chí còn bơi lội mà không hiểu được sự nguy hiểm của đập trong quá trình xả nước. Một câu hỏi khá thú vị rằng, bạn có thể sống sót khi chẳng may bị đập tràn này nuốt chửng không?